Bù chứ ít rác nữa chứ ít rác Ủa nữa vậy là đó anh giống quay được có một vòng mà rồi anh anh. nữa Một nữa vòng nữa thôi. nữa Gì rồi cây có gì cây luôn nữa chứ lên cái kèo cho mày này mồi mà là mồi mà sao chung này mồi thôi là cái này à không có đúng rồi cái này này mồi mồi cái này mồi 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 củ mồi tỏi này ê mồi củ tỏi này ngon nha củ tỏi này lấy xài được nha nhưng ặt mà mới mồi phải đúng à mồi ặt mới phải mồi rồi rồi bật kêu a nhạc rồi cho mới nè rồi bớt đúng nóng không đi anh vô dạ. Hên là cũng bú anh Hiệp ơi hên là cũng là bú luôn hả ý ta ừ, lì hên nó vẫn ra vẫn ngon ý ta lì bú xem mờ một trăm ngon mười chín bù ngon luôn nha ngon thôi nhưng mà đu nó thêm cỡ delay nữa kìa thêm cm delay nữa ngon quá nhờ rồi được 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 ngon 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 được ngon được ngon rồi rồi đúng không rồi đúng rồi không rồi đi rồi đi mày bấm vô ngay trong cái chữ giá cho tao rồi cái chữ giá cầu thủ giá cầu thủ cái chữ giá cầu thủ kế bên cái ô mày mới lít bên phải cái đưa bên phải một miếng đó mày thấy cái chữ không mày bấm vô cái chữ mày bấm vô cái bấm chữ cái chữ không bấm vô cái ô rồi rồi bấm thêm một cái nữa cho nó ngược lại bấm thêm một cái nữa rồi 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 mày bấm lít vô cái ô đó bấm lít vô cái ô ở trên tí đúng nào rồi mày nhắn bán hàng loạt cho tao bán hàng loạt đúng không yes sir má cười điên không 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 rồi không rồi rồi không yes sir bán từ nha bắt đầu hơi bực bực rồi đó đối có cầu thủ thủ nè rồi mày chỉnh giảm dần mày chỉnh tăng dần cho tao tăng dần yes sir rồi rồi mày mở đi mày rồi mở gói nào bây giờ anh muốn gói nào 1018 1018 1018 đây cái gói đúng số không 2 cái gói số 2 hai này yes sir rồi rồi mở một cái thôi vô bây giờ mở ra ngon là được đó anh Trung yes sir ngon 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 tô rác ngon cũng được mày lít vô 1 2 3 4 1 2 3 cái ở trên 2 3 À, rồi được rồi, rồi. Mở anh này nó ngồi anh có cơ hội anh ngồi anh chạy tới dạ trưởng ngon không ngon không ngon ngon 112 ngon nha rồi dạ đi rồi rồi đúng không rồi rồi 112 ngon nha rồi bây giờ tới 101 22 ng từng gói bên trái từ trái sang phải rồi mày cứ mở đi đó rồi trái trước đây, đúng không? Rồi mở ủa dạ không cần bấm một gói không cần bấm lên lửa Hà Lan Hà Lan ít tê à Hà Lan ít tê ai nhờ ồ ngon mà Robby à được không Robby min luôn rồi min rồi mày bán con min chưa mày bán con min chưa ban rồi ban rồi ban rồi ban mà vẫn còn min à rồi rồi đi rồi đi rồi đi để tao ban bên đây luôn cho nó hợp lý à bây giờ khoan mở cái đó bây giờ gọi gói thứ ba mở hai con luôn mở hai cái luôn mở hai cái luôn đúng rồi rồi dùng nha mở hai vật phẩm cùng lúc luôn mở hai vật phẩm yes, rồi. Rồi anh vô lạc với người thân vậy sao rồi lửa ngon abs lửa. À abs Hà Lan cam đi dông à ủa ngon quá vậy Club Min ơi mốt rồi thành sao? Mắc được không nhí mạch ngon liều. Vậy ngon 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 118 là mày ngon rồi đó 118 là ngon dữ lắm rồi đó dùng thôi mình hay mình mở từng cái đi ba mày mở hai cái nó mới ra ngu quá mày mở hai cái nó mới dồn lên cho mày bự rồi. Được mấy gói này mà rồi thiệt không cái này là anh ba phải mở từng cái nó mới hên là má mày ngu nó không phải là cộng 8 nó là từ cộng 5 cho tới cộng 8 mày mở như vậy tỷ lệ nó ra cộng 8 lắm mày mở hai cái cho tao rồi giống như đồ đang coi cho ảnh quá ta ơi má rồi mở hai nha mời vô đúng kiểu cãi thầy luôn đúng kiểu cãi thầy lửa thấy chưa btb pháp ST mòn luôn Benzema sao ngon rồi ngon rồi ngon cần rồi áo mà nhưng mà pin nha nhưng mà pin dai thiệt chứ dai được cộng 8 là ngon rồi tiếp tục mở hai tiếp nãy giờ bù SH cho anh Hiệp lửa tiếp Argentina LB rồi Maratti gì rồi Zanetti ngon 121 ôi trời ơi má gói này mà mở được 121 mẹ
đúng kiểu à, người mà chịu chỗ này mày nó mở 121 xịn mày xịn 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 phải gọi là người, gọi là người may mắn anh bà. Ừ mày may mắn thiệt, này phải mở từng gói, mở từng gói đi, mở từng gói đi, gói này mở từng gói đi cho nó hấp dẫn. Em à, mà róc à, RM à, mà róc RM ai à? Em biết à? Mà hét à? À dối, con 114 à. 114, 114, min, min, min. Kể min, kể min. Mở một nha. Mở tiếp, mở tiếp, mở tiếp. Má, vậy hồi nãy mở hai em Trung ơi. Vậy là phải mở hai rồi. Cái đó không phải mà góc mà chứ là gì ta? Tây Ban Nha, RM. RM. Cùi luôn rồi, cùi luôn rồi. Cùi luôn ấy, má đúng. Phải mở hai anh Trung ơi, tiện đang mở hai ngon tiện đẩy mở. Rồi 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 rồi, làm lại làm lại làm lại. Không sao. Rồi mở hai cái luôn, nếu mà thích thì mở hai cái này luôn. Mở hai đi, mở hai đi. Mở hai luôn. Mình đang hai ngon, mình đang hai ngon. Mở hai ngon. Rồi hồi nãy bùi con gì bắt tới ba ra? Con Casemiro. Ờ Casemiro. Tại bạn nghe nè. Tại bạn nghe. Ui, CM, tại bạn nghe CM ngon nghe. Sapi à. Casemiro. Thiago, ừ, Thiago, Thiago cũng ngon lắm. Rồi vậy được rồi, vậy được rồi. Gói này mở ra vậy là ngon, 119 là ngon lắm luôn rồi đó. Thôi một cầm trước đi, một cầm trước đi. Ở dưới. Đó, cầm đó, đó, đấy. Ở dưới. Đấy, đúng rồi. Ừ, rồi mở hai cái luôn. Rồi, mở hai luôn nha, mở hai luôn nha. Mở hai đang hơn, mở hai luôn. Rồi, mở hai đang hơn. Đang hơn. Đúng. Đức CB à, Đức CB à. Trời ơi, su lé. Anh Bảy Lé cần nha. Anh Bảy Lé cần để lại trên Bảy Lé. Su lé. Bảy Lé Bảy Lé chỉ chơi con hàng này. Vô. Nhưng mà nãy giờ là đang hơn nha ba, chưa có GK là hơn. Nãy giờ thì vẫn đang gọi là hơn mà. Này là gì? Anh ơi. FA đỡ rồi. Phan Victor Roy à. Rồi cùi 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 cùi. Vô. Cũng được rồi. Sáng min luôn hả? Đỡ. BTB. Ai bao nha. Giờ cá. Casinat thì ngon. Casinat thì ngon. Ủa thằng lại đi cố. Giờ cá bú. Hơn chui anh điểm có nghĩa rồi. Mình hơn thì vậy, mình bốn anh điểm ơi. Vậy là mình dứt từng cái đi ha. Rồi mở một đi, mở một đi. Rồi. Mở. Mở. 7 là 10 ngàn tỷ á. Lên. Cristiano Ronaldo. Bỉ. Ờ Bỉ CB à. Bỉ CB thì cùi. Chế bánh đẹp nhé. Giái rồi thiệp ơi. Có nhận mở thẻ Zoom không a? Ờ ra có đó. Để nạp nickname cho AM. Đồ Tống ơi, đồ Tống ơi, anh nhận mở thẻ Zoom nghe tới. Mấy min nổi ơi. Mày có là mà là gọi là cho một người nào đó nổi à. Rồi thiệp ơi đừng nói Đức nữa. Ờ lại nó rồi, lại nó rồi, lại nó rồi. Nó nữa hả? Nó nữa. Rồi. Mình cái này mình mở ba luôn không anh hay là mình mở từng cái? Mở ba luôn đi, mở ba cái này, mở ba đi. Rồi. Anh ba uống phút 5 của mở ra Messi bán Messi luôn nè. MB là bố nha. Gà siêu. Rồi gà siêu CB, gà siêu CB cũng ngon. Mini tao. Marquinhos. Khó thôi. Lê gọi để chú đập, để chú đập. Để cho anh Lê cũng được nha, hàng này để cho anh Lê được. Kiểu nè, ta chỉ tụi mày nè, mày mở như vậy, đúng không? Mày mở từ từ, chậm chậm, nó ngứa tay, nó sẽ nạp tiền, nó mở, đã thành công rồi. Ừ. Thế đấy mà đang lấy dĩa, anh đang lấy dĩa. Dĩa hả? Đang dĩa. Mở! Cờ bà đi chiêu 4 ha. Đất rồi. Đất rồi, đất CM là mấy cái banát không nha. Banát không nha. Gọi với ca. Gọi với ca. Cũng được rồi, cũng được rồi. Thôi ngon. Thôi. Tiếp. Chà giá cái anh cho mình. Mà xả bấm giùm anh cái sao? Thôi. Cái gì mà chà giá anh Hiệp? Chà giá anh cả lấy hơn nổi ơi. Lửa. Chà giá anh cả lấy hơn nổi ơi. Bụ tưởng bụ nó. Ôi lại ngon. Trăm mười mười tám. Không min. Từ từ để móc đích cái, để móc đích cái. Móc đích thì thủ đích. Má móc đích cái rồi. Móc đích nè. NN à, NN cộng quà set ST à là ai nhờ?
vô cái mùa này. Ba chích tiết à, đội ồ ngon nha. Ê, bây giờ là người ta đang vui đội hình bên em bên đây của Sam, thằng này ngon luôn. Mày ra icon, bất kỳ con icon nào, ra cộng 8, tao sẵn sàng nó nạp tiền cho tao cho mày mở hàng tao. Đâu, con icon chỉ có cộng 1 hết bạn. Rồi, bây giờ là 8 mà, 8 mà. Bây giờ là mình dùng nha. Cái icon ATM này chỉ số cao lắm, cộng 1 bạn. À, icon là TM, icon TM. Dễ vậy. Rồi mở đi. Vậy bây giờ là mình mở 2 hay là mình mở 1? Mở 1. Anh mở 1. Nãy tôi không để ý tôi tưởng icon tầm 8 rồi, quê dữ trời. Không, nhưng mà icon TM là nó vẫn ngon nha, nó vẫn thì tao mà cũng luôn 120 mấy rồi anh, cũng 120 á. Ôi. Đồ đúp à. Ê, có khi nào Rondo không nha? Rondo là đó mà. Lưới siêu bóng á. Figo à. Min dẹt. Nhìn tiếp anh Hiệp, mở luôn. Chẳng. Ồ, BTB. Tây Ban Nha, LB, Tây Nha, LB, cút. Chốt đi anh ba. Bốn ba luôn kìa anh ba. Bốn ba luôn, chắc 4 miếng 2 lương 22 được nha. Lương 22 ăn cứt rồi. Thơm không? Tâm Phước. Nữa nè. Nữa. Ui. Ui. Ê, Hà Lan. Hà Lan. Hà Lan, Na Uy là Hà Lan. Trời ơi. Bầu Vũ ơi, Vũ. Cô Vũ. Na Uy mà sao nó lê xuống xe được nha. Vũ bú được nha Vũ ơi. Mày trẻ thắc mót thì được, tới thắc kia khó chấm chừng nha. Rồi vô. Kỳ anh qua để xem minh. Lỡ. Đội tuyển Pháp. Ôi tê. Ui, ngon nha. Ui. Henry rồi. Chơi ghê. Chơi ghê ngon. Á, chơi ghê cũng được. Chuyện quá chơi vui. Trả kèo luôn, trả kèo có 122 chỉ số 122 có. Có RK có luôn. David chơi ghê 4. Mở. Đồ béo là ngon nhất rồi. Tài ngoại à, thôi tài ngoại xui lắm anh em ơi. Tài ngoại xui lắm. Ủa, tôi đi xíu. Cờ gì vậy? Cờ bò biến nhà. Chắc cái tôi ra rồi. Cờ giái rồi. Rồ kiến. Hàng mũ được nè. Mũ. Rõ kiến được á, thay cho bụ nó. Không. Nếu như mà một fan BMU thì cái gói này là cái gói bắt buộc phải bù. Vậy thì bây giờ mình giữ thằng này lại đúng không? Bây giờ mình đổi qua thằng Alex đúng không? Không, bây giờ nè, mày vô quản lý cầu thủ tao, mày vô quản lý cầu thủ ở dưới bỏ luôn cái đó đi, quản lý cầu thủ đây. Rồi mày rồi. Nhắm vô operator ở trên OVR, cái chữ OVR trên xuống xíu ngay trên cái bảng cầu thủ bên kia, bảng cầu thủ bên phải đó, vị trí tên cầu thủ lương operator, thấy chưa? Rồi bấm vô rồi. Ở trên đây đúng không? Rồi kéo xuống. Kéo người đi, không nhìn cho. Đó, bắt kia nhót, dưới. Kế bên Vanita rồi, 117, 116. Xuống. Đó, 116 thấy không? Rồi, nhắn vô cái dấu cộng. Ở trên. Ở trên rồi. Ở trên. Mắt kia nhót, đúng rồi. Cái dấu mũi tên đi rồi. Lên. Cái dấu mũi tên đi lên, chỉ lên. Rồi. Yes, sir. Bấm vô. Rồi sao đó vô. Rồi mày bấm đi, bấm cho nó qua cái hướng dẫn đi. Rồi mày kéo xuống, kéo bên phải xuống. Phải không? Xuống, hả? Rồi 116 nè, từ dừng lại đây. Rồi. Mày bảo cầu thủ 116 vô. Ra đu. Bảo cầu thủ này đúng không? Xuống dưới. Rồi ra đu dưới. Rồi. Năm thằng mày bảo 5 thằng vô. 1 nè, 2 nè. Yes sir. Rồi. 5 thằng đúng tiếp không? Theo. Rồi. Tiếp theo. Rồi, mày đợi nè. Đợi từ từ, 1 nè. Đợi. 2 nè. Đếm đi. 3 nè. Anh em kêu phí quá anh ba. Phí à? Phí gì anh? Đặt mà phí. Rồi. Anh này đi dạy mẫu sao? Bao nhiêu là bán anh ba? Bán. Đặt lỏng cái tự phí ở đây. Đặt nó được cái xương Slep à. Nó lên đặt mày được cái xương. 4 cộng 1 bằng 1. Hay quá anh ba ơi, xuống 2 luôn rồi, lời nha. À mình tiếp hả? Giờ mình tiếp đúng không? Đẹp. Tiếp nha. Bây giờ đặt lên lại nó chắc chắn lên. Overlay. Đó bây giờ mày chọn mấy con nhỏ thôi. Xuống nữa, tầm khoảng 100 đại chính.
109. Rồi, bỏ 5 nàng vô. 2, 3, 4, 5 nè, đúng không? Rồi, đúng. Rồi, tiếp nha. Lên lại. Mình có cần đếm này. Không, không đếm, không đếm, vô luôn, vô luôn, vô luôn, vô luôn, vô. Nâng cấp luôn. Ảnh đang ngồi slap làm phôi mà nó không biết. Lời xin lỗi, lời cảm ơn. Tiếp lên, tiếp được. Mình không dừng lại. Xuống. Nhưng mà khoan, anh Trung, nhưng mà người ta kêu là gọi là lương này lương 27 anh Trung. Bây giờ con của em là bao nhiêu ta? Lương của em là chỉ có 26 thôi mà bây giờ mình xài lương 27. Thì mày giảm, mày giảm hai thằng cánh nữa mày lại, mày giảm hai thằng cánh này xuống. Mày giảm hai thằng hậu vệ cánh Cafu với lại Alessandro xuống. nhưng mà hồi nãy em hứa với anh em là bây giờ để nguyên cái đội hình. Giờ thôi để đội hình rồi, vậy không mua đội hình nó đi, tự nhiên đặt chi cho nó uổng vậy, sao vậy? Thà để đội hình nó luôn, tự nhiên đặt chi vậy?